24 Hòa Thượng Giảng vào tháng riêng năm 1983. Đây chính là hành giả chứ không phải là người nào khác. Hành giả đã bị ma gá dựa, nhưng không biết điều ấy. Anh ta nghĩ rằng đã thành tránh quả. Anh ta nghĩ nay ta mới đạt được một năng lực lớn làm sao. Anh ta hoàn toàn không biết mình đã phạm sai lầm. Nó khiến cho mọi người đến nghe, câu này nói đến những người khác đến để học hỏi giáo pháp, họ muốn nghe nó thuyết pháp vì họ biết nó có thần thông, khi họ đến nó trải tòa rồi ngồi giảng pháp cho họ nghe. Bây giờ chúng ta hãy tập hợp hết tất cả ý kiến của mọi người lại để nghiên cứu. Chúng ta chẳng cần phải bàn cãi ý kiến người này đúng, ý kiến kẻ kia sai, chúng ta đang học đạo chánh pháp chân thật chính là vàng dòng, bất luận điều gì không phù hợp với chánh pháp thì đó gọi là tà Tại sao tôi tuyên bố kinh thủ lăng nghiêm là chân thực? Bởi vì kinh đã giảng giải tránh pháp quá rõ ràng và chân thực, khiến cho bọn thiên ma ngoại đạo phải lộ rõ nguyên hình, và khiến cho bọn thiện tri thức giả mạo bị phơi bày bộ mặt giả dối của nó, nên nó không còn cách nào hơn tuyên bố kinh thủ lăng nghiêm là ngụy tạo. Nó cố ý đánh cháo mắt cá làm hạt châu, họ cố quậy nước cho đục để thừa dịp thả câu.